Đây là khu viện nhi, vài ngày trước thì có xảy ra đám cháy ở đây, và hôm nay căn đồng số lính Việt Nam kết hợp với nhóm căn đồng số lính Việt Nam này kết hợp với nhóm Tự Tâm, Thiện Tâm và nhóm Trúc Tâm cùng với Tấm Lòng Thành có tổ chức một đại lễ cầu siêu tại đây. Tôi bắt đầu vào đây sáng nay thì mọi người đang chuẩn bị đàn lễ. Tôi bắt đầu đi xuống đây này. Sáng nay mọi người đang chuẩn bị đàn lễ. Thì có hai khu, một khu là đang mọi người đang lập đàn tam cấp, còn một khu thì mọi người đang cắm hoa để chuẩn bị cho cái việc bày đàn. Đây, hoa quả này. Đây là hoa này. Mọi người chú ý cái gì ở xốp ý, để đĩa mang sang chùa nhé. Cháy hết rồi là trong chị khi đó biết nguồn không biết là cái bảo biết là hôm kia là bà mít tư có phải là bà 100k một phòng xong bây giờ sẽ 50k không mà cháu mà bà mít tư không phải là 190 độ cháy thành phố sưởi ngon mà không liên quan không kinh doanh trong gì cả. Đây nhá, bạn nào tí bày lễ là hai cái nắng hoa hai màu này là hoa này là cắm ở mâm ngũ cốc biển bảng rõ chữ PR sưu tập các bài báo về mình gặp khách chọn nhiều lắm đấy. Như một vườn hoa thì tất cả mọi người ở đây đang làm đàn tam cấp để tối nay có thể làm lễ cầu siêu ở cái khu viện nhi này. Tôi đang đứng ở đây. Các bạn xem này. Đây là cái khu này là đợt vừa rồi bị cháy đấy. Đây là nhà kia. Đây các bạn nhìn nhà kia kìa. Đấy, hiện trường bị cháy đây này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Tối nay thì mọi người sẽ làm đàn tam cấp ở đây để làm đàn lễ cầu siêu. Sau khi buổi sáng thì chúng tôi đã chuẩn bị ở bên khu viện nhi, chuẩn bị cắm hoa rồi sắp đàn ở bên khu viện nhi. Thì đến khoảng đầu giờ chiều chúng tôi bắt đầu chiêu một tốp người sang bên chùa để cũng là sắp lễ, để cho cái ngày hôm sau thì chúng tôi bắt đầu làm lễ tiếp linh ở tại chùa. Thì đây là một cái công cuộc mà chúng tôi phải chia ra rất là khá là vất vả, phải chia ra hai nơi, là một nơi mà làm lễ cầu siêu và một nơi thì là làm lễ tiếp linh. Cũng may là từ cái thời điểm đó đến bây giờ thì cả hai nơi đều rất là gần nhau, cho nên là cái việc di chuyển của chúng tôi cũng không khó khăn lắm. Thường thì chúng tôi làm lễ thì chúng tôi hay chọn ngôi chùa có gọi là phố thờ như thế này, có thờ cả bên nhà Phật và bên mẫu. Thì đây là các bạn đang sắp lễ. Đấy, đang sắp quần áo cho chúng sinh ngày vào ngày mai. Đây là các cụ đang tụ kinh hàng tuần và thứ bảy. Ở đây thì là chùa Bụt Mọc, là ngôi chùa nằm tại 107 Hồ Hồng Văn Chương. Nếu như bạn nào mà ở gần đây thì các bạn sẽ biết được ngôi chùa này. Ở ngôi hồ này, cái ngôi chùa này nằm ở địa thế khá là đẹp. Tôi quay lại phía bên chùa, bên Tam Bảo. Thì đây, mọi người cũng đang vừa mới cắm hoa và bắt đầu là đưa hoa vào. Thì chuẩn bị cho cái việc là sắp lễ. Thì đây là ban Tam Bảo. Đấy, chúng tôi đang sắp lễ đây.
kìa thầy tốt giá cũng còn phải thỉnh đến các sư tăng nghi già. Theo phép ngài cứu được chư vị vong linh hồn ra mà loài hương ấy để mà bắt chước phục mệnh Phật truyền xa môn. Phục mệnh Phật truyền sai sứ giả xuống tiền phong đô sắc an xá thượng tục đồ. Triệt đại thiên chi giới u minh giáo chủ bản tôn địa tạng hương bồ tát na cung thỉnh nha pháp sư khởi thân lắc đàn tiền khai hoa cái đất hậu chỉ kim thích thượng phá địa cùng à
minh sau ba nghìn thế giới ngục, sau hoài hàng từ âm phủ cho tới dương gian, phá địa ngục mở ra tức thì. Ở tức địa tạng từ bi u minh giáo chủ nguyện lì lớn nào phá địa ngục chân thôi. Yeah.
theo cản hương tăng ra và vô thượng vô nguyên cùng đứng đa dùng đắc chân linh sinh tịnh độ cửu liên tài bát đế di đà chân đi ra lý và vâng. Sau khi làm các nghi lễ xong thì chúng tôi bắt đầu vào nghi lễ phóng sinh. Và đây là nghi lễ phóng sinh này. Sau khi phóng sinh xong thì bắt đầu chúng tôi vào nghi lễ phóng đăng. Cầu mong cho tất cả các hương linh để siêu sinh tịnh độ. Đây là một số người đang đi sang bên hồ để phóng đăng. Trong đoàn lễ thì đã có 108 bông hoa sen được đốt lên và được mang sang hồ để phóng đăng. Giờ thì chúng tôi quay lại vào buổi sáng ngày hôm sau, tức là ngày 20 tháng 9 âm lịch, để làm cái lễ gọi là lễ tiếp linh ở tại chùa. Đại lễ cầu siêu của chúng tôi đã có mặt tại chùa. Là tự chùa Điệt Mộc để làm lễ cầu siêu. Trong đại lễ thì chúng tôi có thỉnh Phật và thỉnh lên nhà thánh. Thì phía bên ngoài đây tất cả mọi người cũng đã sắp lễ xong. Đây là tất cả các Phật lễ Phật tùng để dâng cho tất cả chúng sinh. Trong đó thì cũng hôm nay thì chúng tôi cũng có phóng sinh chim, cũng lại 108 chú chim để phóng sinh tại ngôi chùa này. Và cũng có phóng sinh ốc, bởi vì cái hồ hôm trước ấy, tôi quay ở phía bên ngoài là hồ ở đấy thì rất là nhiều cá, cho nên là chúng tôi chỉ có phóng sinh ốc và phóng sinh chim ở dưới đó thôi. Hòa sở trước. Chị Loan ơi, hòa sở trước nhé. Để vào trong ban. Đặt lên trên ban đi. Vâng, sau khi chúng tôi thỉnh làm nghi thức thỉnh thánh về thì chúng tôi đã hóa mã, gọi là một chút mã dâng lên nhà ngài với một tấm lòng thành cầu mong cho tất cả các hương linh được tu tập đạo pháp chúng tôi đã vẫn cứ thắp hương để thỉnh mời tất cả các hương linh được thụ hưởng tất cả những cái vật phẩm ở đây chúng tôi đã bày sẵn, và chúng tôi sắp sửa làm cái nghi lễ gọi là nghi lễ phóng sinh.
để cầu mong cho tất cả các chư vị chân linh, các vị chân linh hôm nay được tiếp linh đến ngôi chùa này, được tu học đạo pháp, và cầu mong cho họ được siêu sinh tịnh độ nơi cửu tuyền. Đây là các bạn ấy bắt đầu là hóa những cái đồ mã, mang đi hóa những cái đồ mã và chuẩn bị làm tiếp nghi thức là nghi thức phóng sinh. Có một điều mà tôi thấy rằng là rất là hoan hỉ và vui vẻ, đó là chúng tôi là những người trẻ, tất cả chúng tôi đều đã tham gia vào cái đàn lễ, và mỗi người đều góp công góp sức vào để làm việc, không có tham sân si, không có sân hận gì ở đây, mà mỗi người đều sẽ có một cái công sức góp vào đây để hồi hướng cho tất cả các hương linh. Đó là cái điều mà chúng tôi cảm thấy rất là vinh dự và hoan hỉ. Bây giờ thì bắt đầu đến nghi thức nghe thần sinh các bạn. Hơi không đổ mức to đủ tư không ngai thương. Năm trên chiếc khớp ta thường hồng còn phẩm phất nấu gian xong nổi muôn phân chiếc nay nơi gâm chắc may thay nhờ gặp được thiện nhân. Chiều cho người được phát thân đến đây này được ăn pháp màu vậy như giúp khởi đầu khi Phật. Trong giấc ngọc khi Phật sắp năng như đẳng tự sinh khi Phật khi thân khi tăng. Như rằng chúng sinh vi Phật vi pháp vi tăng, như đẳng chúng sinh vi Phật vi pháp vi tăng. Khi sống tội chúng sạch băng, khi vốn trăm tỏ thân mình khắp nơi các tâm tu, rồi sau được hưởng về Tây Phương sung sướng đời đời. Nên toa xen bố thành thơi cùng hê những chuyện em vui đang ngày. Xin đại chúng ra tay chư phố các tâm khổ Phật mộ chúng sinh từ nhau phát một lòng thành tâm tô đề. Đều thoát khỏi vòng trầm luân ma ni đà phật thân diệt sao dương tha vong vô năng vấn đề theo điển tiền nguyên vô vi âm cùng chúng sanh tứ đại hải quan chúng hóa phật vô số hoa bồ tát chúng hiệu vô biên tứ thập phát nguyện độ những vị chư phật mang định năng liên a nam mô vê thân dừng a ni giới hải đồ đại ni a ni đà phật nam mô vê thân dừng a ni giới hải đồ đại ni a ni đà phật nam mô vê thân dừng a ni giới hải đồ đại ni a ni đà phật nam Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bộ thế nhỉ? Anh em ơi, chị đã thu dọn tất cả rác tiếp các thứ lá cây là tiếp các thứ vào để ấy nhá. Các bạn thấy điều gì không? Đó là một cái điều mà rất là lạ. Là gì? Là khi mà sư thầy đứng ra để bắt đầu làm lễ thì không ai bảo ai cả, cùng đứng ra tham gia tham dự đàn lễ và cùng niệm Phật. Đó là cái mà chúng tôi mong muốn. Thế thì sau khi mà chúng tôi làm xong đàn lễ này và hoàn thành xong thì tất cả những một số những vật phẩm như sữa này, như bánh này, chúng tôi lại tiếp tục quay lại mang lại để gọi là phát lại cho tất cả các những người nghèo ở bệnh viện Nhi. Và tất cả những cái bàn ghế các thứ là chúng tôi bắt đầu là sắp xếp lại để trả lại cái sự thanh tịnh cho ngôi chùa. Thì đó là cái mà tôi mong muốn, đó là gì, ý thức của chúng ta mỗi khi chúng ta đi đến một cái nơi như thế này hoặc đi đâu cũng thế, chúng ta cần phải có những cái ý thức nhất định. Là thứ nhất là đi hành lễ và phải sạch sẽ, đừng có vứt rác bừa bãi và phải gọn gàng, phải có ý thức cộng đồng. Thì đó là cái mà chúng tôi mong muốn. Và tôi hy vọng rằng sẽ có những buổi gọi là, tôi coi đây là như là những cái buổi đại lễ cầu siêu hoặc là gì đó, thì anh chị em có thể gặp nhau, hoạt động văn hóa cùng nhau, hoàn thành những cái nghi thức về nghi lễ tâm linh. Và chúng ta sẽ được học hỏi với nhau những cái điều mà hay ho, những cái điều mà tích cực nhất. Đó là những cái thứ mà, những điều mà Căn Đồng Chùa Lính Việt Nam mong muốn mang lại cho tất cả bách gia trầm họ. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những đàn lễ sau, những buổi hoạt động văn hóa sau. Xin chào các bạn nhé. Việt Nam thì cho đến thời điểm này đã hoạt động được hơn một năm. Cộng đồng Căn Đồng Chùa Lính Việt Nam thì đã ra đời từ tháng 7 dương lịch năm 2017. Thì chúng tôi đã hoạt động cho đến thời điểm này thì đã làm được 3 đàn lễ. Ba đàn lễ này đều đã được hoạt động trong năm 2018. Đầu năm thì chúng tôi có làm một đàn lễ dâng hương ở tại Lăng Mộ Thánh Mẫu Quỳnh Hoa Công Chúa. Và đàn lễ thứ hai thì chúng tôi làm vào tháng 7 là đàn lễ Vu Lan Phả Độ Gia Tiên, nhân tiết Vu Lan Báo Hiếu và Mông Sơn Thí Thực. Và đến thời điểm này thì chúng tôi vừa làm hoàn thành xong một cái đàn lễ, đó là đàn lễ cầu an cầu siêu cho các hương linh tại khu nhà cháy của bệnh khu nhà cháy gần viện nhi Trung ương. Mà thời gian qua các bạn nếu mà xem, các bạn có để ý đến truyền hình, để ý đến tin tức ấy, thì các bạn sẽ thấy được rằng cái vụ hỏa hoạn ở đấy nó khá là nghiêm trọng, và số người mất thì là con số nhiều. Kèm theo đó thì theo khảo sát thì chúng tôi được biết là ở cái vị trí đó thì tại thời điểm chiến tranh thì đã có rất là nhiều ở khu Đê La Thành, thì tại thời điểm chiến tranh thì có rất là nhiều những gọi là hố chôn người tập thể ở đó, thì lật khuất rất là nhiều âm vong. Cho nên là chúng tôi đã quyết định làm một cái đàn lễ là đại lễ cầu siêu cho các hương linh ở tại cái khu vực đó, bởi vì là nó ngay gần bệnh viện. Mà bệnh viện Nhi thì các cháu bé gọi là vào đó thăm khám bệnh thì rất là bị ảnh hưởng bởi cái âm khí ở đó. Cho nên là chúng tôi đã quyết định tổ chức
Thì đàn lễ tổ chức vào 2 ngày, đó là ngày 19 tháng 9 âm lịch và ngày 20 tháng 9 âm lịch. Thì cho đến ngày hôm qua là ngày 20 tháng 9 âm lịch vừa rồi thì chúng tôi cũng đã hoàn thành xong cái đại lễ cầu siêu cho tất cả các hương linh. Và sau khi hoàn thành thì mọi thứ rất là tốt đẹp. Các bạn vừa mới xem một cái clip ở đoạn phía trước thì các bạn thấy là sau khi mà chúng tôi đã hoàn thành cái clip, hoàn thành được cái đại lễ đó, làm lễ ở tại, lễ cầu siêu ở tại cái nơi khu nhà chày đó, và chúng tôi bắt đầu là đưa các hương linh ra sang bên chùa, thì đàn lễ rất là tốt, được sự góp mặt của rất là nhiều người, hỗ trợ của rất là nhiều người. Chúng tôi đã hoàn thành cái đàn lễ rất là hoan hỉ và xin được gửi lời cảm ơn từ các đồng số lính Việt Nam. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới thầy Thích Thanh Châu, là trụ trì của chùa Thiên Phước, Thiên Phúc ở Thái Bình, cùng với pháp sư Quang Hà và tất cả những gọi là pháp sư đã hỗ trợ cho đàn lễ ngày hôm đó. Những người này thì đều là các vị thầy này đều là từ rất là xa, nhưng các thầy đã gọi là cho chúng tôi một cái gọi là niềm tin, các thầy đã cho chúng tôi một cái cơ hội để chúng tôi có thể hoàn thành được cái đàn lễ này. Tôi cũng thay mặt căn đồng số lính Việt Nam xin được gửi lời cảm ơn rất nhiều tới các quý thầy. Tiếp theo nữa là xin được gửi lời cảm ơn tới các ni sư ở chùa Bụt Mọc, hồ quanh hồ Văn Trường đó, đã tạo điều kiện cho căn đồng số lính Việt Nam về tại nơi đó để gọi là làm một cái đàn lễ tiếp linh ở tại ngôi chùa đó. Cùng với đó thì để hoàn thành được đàn lễ thì chúng tôi đã có những gọi là thủ nhang đồng đền, các gọi là thanh đồng đạo quan đã cùng hỗ trợ cho đàn lễ cầu xin với cả bề trên để cho để tâm xếp nếp, bề trên đề tâm xếp nếp để cho chúng tôi hoàn thành cái đàn lễ. Thì chúng tôi cũng xin được rất là cảm ơn tất cả các thủ nhang đồng đền, tất cả các đồng thầy pháp sư đã hỗ trợ cho đàn lễ. Cùng với đó thì là cái sự gọi là góp sức từ các hội từ thiện, như là hội nhóm cơm thiện tâm, nhóm cơm tự tâm, nhóm cơm chúc tâm và nhóm từ thiện tấm lòng thành. Đó là những nhóm từ thiện đã rất là hỗ trợ cho chúng tôi để chúng tôi có thể làm được cái đàn lễ một cách là hoàn hảo nhất. Và những cái nhà hảo tâm cũng như là tất cả các thanh đồng đạo quan, những người gọi là tín đạo đã hỗ trợ cho chúng tôi để chúng tôi làm một cái đàn lễ hoàn toàn là hoan hỉ, vui vẻ, và đưa tiễn những cái người mà người ta đã mất trong những cái cảnh lầm than như thế. Thì chúng tôi đã làm cố gắng để xong được cái đàn lễ, và rất là cảm ơn tới tất cả quý tín chủ đã gộp sức, gộp công và gộp tiền tài, tịnh tài để cho căn đồng số lính Việt Nam hoàn thành được cái mong muốn tốt đẹp này. Đó cũng là cái con đường đạo mà căn đồng số lính Việt Nam hướng tới. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn, những cái lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các quý Phật tử, quý thanh đồng đạo quan lính ghé hai hàng và những tín chủ đã đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian qua. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những cái dịp sau nữa.